Rồi, xin chào tất cả các em, sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở bài 26 đúng không nào? Trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở bài 27. Tính các góc của hình thang cân, biết một góc là bằng 50 độ. Như vậy thì ở đây, cái bài 27 chúng ta sẽ... Cái bài 27 này chúng ta không cần phải vẽ hình được cho các em nha. Hình thang cân thì chúng ta đã biết rồi, ví dụ như hình thang cân ABC, D, biết một góc nó bằng 50 độ ha. Giả sử như chúng ta biết góc C hay là góc A gì đó bằng 50 độ thì chúng ta sẽ tính ra được chưa nào. Nhưng mà thì ở đây chúng ta có là ta giải là có giả sử nè, cái hình thang cân ABCD, ta có AB sẽ song song với CD, và đồng thời ở đây cái góc 50 độ thì thầy cho nó chính là góc D bằng 50 độ nha. Chúng ta có thể cho góc A cũng được, góc B cũng được, góc C cũng được, chứ không nhất thiết gì phải cho góc D giống như thầy. Các em hiểu chưa nào? Vì cái góc C thì bằng với góc D theo cái tính chất của hình thang cân này các em. Hai góc đáy kề một cạnh đấy thì nó sẽ bằng nhau. Như vậy thì ở đây theo cái tính chất của hình thang cân, hình thang cân thì ghi tắt nhé, hình thang cân nha, nên chúng ta suy ra góc C này cũng bằng 50 độ, được chưa nào? Đó, nên cái góc C chúng ta cũng bằng 50 độ. Bây giờ chúng ta sẽ tính một trong hai góc A hay góc B, là chúng ta sử dụng hai góc trong cùng phía các em. Hai góc trong cùng phía thì bù nhau nghĩa là bằng 180 độ, các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây ta có nè, mặt khác hoặc là mà chúng ta có góc A cộng cho góc D thì bằng 180 độ. Ở đây cũng ghi thầy là hai góc trong cùng phía, hai góc trong cùng phía. Như vậy ở đây chúng ta suy ra góc A sẽ bằng là 180 độ trừ cho góc D nào, nghĩa là góc A này sẽ bằng 180 độ trừ cho 50 độ thì sẽ bằng bao nhiêu em? Bằng 130 độ. Vì cái góc B á, thì nó lại bằng góc gì? Góc A. Ở đây là tính chất, theo tính chất của hình thang cân nè, tính chất là hình thang cân đó, nên là chúng ta sẽ suy ra cái góc B bằng bao nhiêu em? Cũng bằng 130 độ. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần biết một góc của hình thang cân thì chúng ta đã tính ra được ba góc còn lại của hình thang cân, góc A, góc C, góc B thôi chứ nào. Đó. Chúng ta chỉ làm như vậy thôi nha. Hình vẽ thì ở đây chúng ta có thể vẽ hình cũng được mà không vẽ hình cũng được, tại vì cái bài này nó rất là dễ. Nó không cần vẽ hình cũng được thì chúng ta chỉ việc giả sử thôi. Ok. Rồi chúng ta nhìn xíu, chúng ta đi sang bài 28 nhé. Rồi chúng ta đi sang cái bài 28 nha. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD, chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C. Ok, như vậy thì bây giờ chúng ta dùng thước chúng ta vẽ nhé. Bây giờ người ta cho cái hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD ha. Đáy nhỏ bằng cạnh bên. Rồi các em, như vậy thì đây chính là A, B, C, D. Như vậy có đáy nhỏ AB thì bằng AD ở đây, được chưa nào? Đó, chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C. Như vậy CA ở đây,
Như vậy thì để chứng minh được CA là tia phân giác của góc C thì chúng ta phải chứng minh giùm thầy hai cái góc khi nó chia ra đây thì phải bằng nhau thì nó sẽ trở thành tia phân giác. Nghĩa là các em phải chứng minh giùm thầy góc C1 bằng góc C2. Nếu chúng ta chứng minh được góc C1 bằng góc C2 thì nó sẽ trở thành là tia phân giác. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây các em sẽ nhìn trên cái hình này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em này. Như vậy thì cái bài này nó cũng khá đơn giản em. Các em nhìn giùm thầy đây nhá. Ta nhìn thầy đây. Như vậy thì ở đây người ta đã cho chúng ta là AB thì bằng AD thì theo giả thiết người ta đã cho sẵn đúng không nào? Mặt khác AD này thì như nào so với BC? Hai cạnh bên của hình tam cong thì nó sẽ bằng nhau. Như vậy AD thì bằng với BC. Chứng tỏ AB này cũng bằng với BC. Nên cái tam giác ABC cong tại đâu các em? À, cong tại B. Khi cái tam giác này cong tại B thì chứng tỏ hai góc ở đấy, nghĩa là A1 này sẽ bằng với C1. Góc A1 ở đây sẽ bằng góc C1. Các em hiểu nào? Mà ở đây các em thấy là gì? AB song song với DC, chứng tỏ góc A1 so với C2 này như nào? Bằng nhau, tại vì ở vị trí là so lê trong. Chứng tỏ như vậy thì C1 thì bằng A1, C2 thì bằng A1, chứng tỏ C1 sẽ bằng C2. Khi C1 bằng C2 thì suy ra CA là tia phân giác của góc C. Các em hiểu không? Bài này rất là dễ, có đúng không nào? Bù lại cho mấy cái bài thiệt là dài anh em à, và rất là khó. Như vậy thì ở đây ta có AB thì bằng với AD. Thì đây các em ghi thật là giả thiết. Được chưa? Ok. AD của chúng ta thì lại bằng BC. Ở đây các em ghi giùm thầy là tính chất hình thành cong ha. Đó, tính chất hình thành cong. Ok. Nên chúng ta suy ra, ta suy ra cái điều gì các em? Như vậy thì AB bằng AD mà AD bằng BC thì chứng tỏ AB này sẽ bằng BC. AB bằng BC, được chưa? Nên chúng ta suy ra cái tam giác ABC cong tại đâu? Cong tại B. Cong tại B. Khi nó đã là cong tại B thì góc A1 sẽ bằng góc C1. Suy ra góc A1 sẽ bằng góc C1. Ta ký hiệu thầy đây là 1. Mặt khác, ta có là ở đây là AB song song với CD. Nên chúng ta sẽ suy ra cái góc A1 này sẽ bằng góc C2. Ta có thể mở đơn ra vì sao các em? Đây là hai góc sẽ ở trong nè. Hai góc xoay ly trong. Ta ký hiệu thầy đây là 2. 1 với 2. Từ 1 và 2. Chúng ta suy ra cái góc C1 sẽ bằng góc C2, tại vì nó cùng bằng với góc A. C1 bằng góc A1, góc C2 bằng góc A1, nên C1 bằng góc C2. Được chưa nào? Vậy khi hai góc của nó bằng nhau thì chúng ta kết luận là vậy CA là tia phân giác BCD. Được chưa? Đó. Bài này rất là dễ nên thầy làm khá là nhanh ha. Bài 27, bài 28 đều dễ hết. Đó. Em nhìn cái bài làm nó nằm trọn trong màn hình, nó rất là dễ thấy đúng không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 29 nhé. Môn toán hình cái số lượng bài của nó khá nhiều và nó khá khó nên cái tốc độ ra video của thầy nó hơi chậm, các em thông cảm nha. Ok. Rồi chúng ta đi sang bài 29 nha. Hai đoạn thẳng AB và CD cách nhau tại O. Biết rằng OA bằng OC, OB bằng OD, tứ giác ACBD là hình gì? Vì sao? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ vẽ giùm thầy ở đây hai cái đoạn thẳng AB với lại CD cách nhau tại O. Biết rằng OA thì bằng OC, OB thì bằng OD. Như vậy thì ở đây chúng ta có này,
cái đoạn thẳng này chính là cái đoạn thẳng AB, phải không? Và cái đoạn thẳng này chính là cái đoạn thẳng gì? CD. Chúng ta vẽ sao cho hai đoạn bằng nhau em nhé. C, D, D. Như vậy thì ở đây chúng ta có OA, đây cắt nhau tại O này. OA thì bằng OC, OD thì bằng với OB. Ha. Như vậy thì ở đây người ta nói tứ giác AB, CD là gì? Hình gì? ACBD. Đây. AC, BD là hình gì các em ha? Đó. Thì nhìn vô thì các em nói nó hình gì? Vì sao? Phải vì sao nhá. Ok, chúng ta nhìn trên hình rồi thầy sẽ hướng dẫn này. Rồi, ok, chúng ta nhìn trên hình này. Nhìn trên hình thầy nhá. Nhìn điểm thầy cái tam giác AOC nè. Thấy không? Tam giác AOC. Như vậy thì ở đây người ta trong giả thuyết người ta đã cho chúng ta là AB OA, OA thì bằng OC. Nên cái tam giác AOC cong tại đâu? Cong tại O, có đúng chưa nào? Cong tại O. Như vậy khi nó cong tại O thì chúng ta có cái góc A1 ở đây. Góc A vị trí này. Nó sẽ bằng gì em? Nghĩa là khi cong tại O thì góc A này và góc C ở đây sẽ bằng nhau. Thì để tính một trong hai góc này, nghĩa thầy tính góc A1 này thì sẽ bằng 180 độ trừ cho góc O ở đây, nghĩa là góc AOC, góc O ở đây. Và chia cho hai theo cái tính chất của tam giác cong, có đúng chưa nào? Tương tự như vậy thì chúng ta có OD thì bằng OB thì nó không cong tại O ở đây, thì thầy sẽ tính được cái góc B1 ở đây. Như vậy góc B1 này sẽ bằng 180 độ trừ cho cái góc O ở đây, BOD, và chia cho hai. Có phải nào? Mà đồng thời hai cái góc này là hai góc vị trí gì? Đối đỉnh, nên hai góc này sẽ bằng nhau. Nên chúng ta suy ra góc A1 này sẽ bằng góc B1. Khi góc A1 mà bằng góc B1 mà ở vị trí gì các em? Vị trí so lì trong thế nào? Hình chữ Z. Nên chúng ta suy ra AC sẽ song song với DB. AC sẽ song song DB thì cái tứ giác ACBD đây chính là hình gì? Là hình thang. Các em hiểu chưa nào? Khi nó là hình thang. Mặt khác các em thấy là có AB thì bằng OA cộng cho OB. CD thì bằng OC cộng cho OD. Mà các em có OC thì bằng OA, OD thì bằng OB, nên ta suy ra AB sẽ bằng với CD. Mà khi hai đường chéo nó bằng nhau thì suy ra cái hình thang này chính là hình gì? Thang gì? Nó chính là hình thang cong, có hai đường chéo bằng nhau. Các em hiểu chưa? Đó. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành chứng minh đầu tiên cái tứ giác này là hình thang trước. Chúng ta chứng minh cái cặp góc này bằng nhau trước ở vị trí sau ly trong. Đó là bây giờ chúng ta sẽ đi sang từng tam giác này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là ta có OA thì bằng với OC. Cái này là theo giả thiết này. Được chưa nào? Theo giả thiết. Nên chúng ta suy ra cái tam giác AOC cong tại đâu? Cong tại O. Cong tại O. Và chúng ta suy ra tiếp cái góc A1. Cái góc A1 ở đây, tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 180 độ, đúng không nào? Nghĩa là góc A1 cộng góc AOC và cộng góc C đây thì bằng 180 độ. Như vậy thì mà tam giác cong thì hai góc này bằng nhau này. Hai góc này bằng nhau, các em hiểu nào? Nên là các em lấy 180 độ trừ cái góc này ra và chia cho hai, tại vì hai đây bằng nhau à. Như vậy thì 180 độ trừ cho góc AOC và chia cho hai. Cái này là các em có thể ghi là theo tính chất của tam giác cong ha. Tính chất tam giác cong. Đó. Được chưa? Chúng ta làm tương tự như vậy đối với cái tam giác DOB và đối với góc B1 đây. Như vậy thì ở đây thầy ký hiệu giùm thầy là 1 nha. Ở đây là 1 nha. Tiếp tục. Ta lại có cái gì các em? Ta có OB thì bằng với OD. Ở đây cũng là giả thiết. Đúng chưa nào? Nên chúng ta suy ra cái tam giác DOB cũng cong tại đâu? Cong tại O. Đúng chưa? Khi nó cong tại O thì chúng ta cũng suy ra giùm thầy cái góc B1. Cái góc B1 nó cũng bằng 180 độ trừ cho góc BOD ra, trừ góc O này ra và chia cho 2 ha. Như vậy thì nó bằng 180 độ
trừ cho góc BOD và chia cho hai, ta ký hiệu ở đây là 2. Và ở đây chúng ta cũng mở ngoặc, đây là tính chất của tam giác cong. Ok, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ký hiệu là 2 rồi. Mà mặt khác, cái góc AOC thì bằng góc BOD, ta ký hiệu đây là 3, vì đây là đối đỉnh. Các em nhìn nè, tại vì cái vị trí góc AOC góc O ở đây với BOD là góc O ở đây, như vậy hai góc này là hai vị trí là góc đối đỉnh. Như vậy các em thấy từ 1, 2, 3 này, 1, 2, 3, như vậy 180 bằng nhau, góc này sẽ bằng góc này, 2, 2 này bằng nhau, nên ta suy ra A1 sẽ bằng với B1. Các em hiểu nào? Như vậy thì chúng ta có từ 1, 2, 3, chúng ta suy ra cái góc A1 này sẽ bằng góc B1. Nào, ở đây là vị trí là sao lê trong này, sao lê trong, hai góc này bằng nhau ở vị trí sao lê trong, thì chúng ta sẽ suy ra AC sẽ song song với BD, nên chúng ta cũng suy ra cái tứ giác, ACBD là hình gì các em? Là hình thang, được chưa? Hình thang. Mà ta có cái điều gì các em? Ta có nè, AB á, AB thì bằng OA cộng cho OB, chúng ta nhìn trên hình nha. Cái này dễ. CD thì bằng gì? OC cộng cho gì? OD. Mà ở đây các em, người ta đã cho chúng ta là OA thì bằng OC, OD thì bằng với OB ha. OA bằng OC, OB bằng OD này, nên chúng ta suy ra AB bằng CD. Có được chưa nào? Vậy cái hình thang ABCD nó có AB bằng CD, đây chính là hai đường chéo, nên suy ra cái hình thang ABCD là hình thang cong. Các em hiểu chưa nào? Đó, chúng ta phải chứng minh như vậy, phải lập luận, đi từng bước như vậy nha. Đầu tiên phải chứng minh nó hình thang trước, sau đó mới suy ra nó là hình thang cong dựa vào hai đường chéo, hai đường chéo bằng nhau. Được chưa? Em có hiểu không? Các em muốn ghi chép gì đó thì bấm dừng lại nha. Đây tiếp tục là một clip học thử nữa, nên là em nào muốn đăng ký khóa học thì vào biểu mẫu, vào cái link biểu mẫu trong kênh của thầy á, để đăng ký nhé. Chuyển khoản nha thầy, thầy sẽ gửi link qua cho các em học. Vậy thôi. Cái đó là đơn giản, nhưng chẳng có gì rườm rà phức tạp, phải có mã cào hay là gì, nhập mã rồi gì các em, có link thôi. Và cái link này chỉ có một mình thầy mở được thôi, chứ em không thể nào mở được, tại vì link cái trang này thầy tự thầy tạo mà, đúng không? Đó. Rồi. Tới đây thì clip hôm nay tới đây xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho em ở từ bài 30 các em nhé. Ok.